Ở công ty bạn mọi người đang sử dụng điện thoại gì? iPhone 11. iPhone 5S ạ. Alo, iPhone 12 Pro Max 512GB xin nghe. iPhone 12. iPhone 11 Pro. iPhone 11 Max. Vợ chỉ dùng được iPhone 4 thôi. Như đoạn phỏng vấn ở đầu video thì thực sự là 11,5 triệu đồng con Galaxy A72 có toàn những cái tính năng như camera zoom này, kháng nước này, màn hình AMOLED tần số quét cao. Thế tại sao văn phòng mình cứ dùng iPhone XS Max nhỉ? Trong video này thì tôi sẽ so sánh cho các bạn để cho những cái người đấy phải sáng mắt ra. Flagship cũ thì ngon đấy, nhưng mà máy mới nó phải chất lượng hơn chứ. Ok, thứ nhất là bài so sánh này là quá là chênh lệch, bởi vì nó không công bằng cho một điện thoại ra mắt vài năm so với một con mới. Con này là còn tầm trung, con này flagship, so sánh nhau này vỡ ba vỡ vẩn. Thế nhưng mà mình check tại Hoàng Hà Mobile nhé, con Galaxy A72 là gì? Được giảm phiếu mua hàng là 1.440.000. Còn anh em nếu mà mua cái Max thì giá tầm khoảng 12-13 triệu. Nhưng máy cũ thì phải check và cũng như là bảo hành phải uy tín hãy mua nhá. Ok, bây giờ thì so sánh để xem A72 đáng mua hơn iPhone mình chắc. Điều đầu tiên, tôi xin đại diện anh em vật vờ nói là những cái người mà chọn flagship cũ XS Max là tại sao? Nó vẫn cứ sang chảnh, phiên bản gold nhá, viền làm từ thép, mặt lưng thì bóng, thế nhưng đổi lại thì bám mồ hôi và dấu vân tay. Theo khi đó, con A72 này là gì? Mặt lưng hoàn thiện từ nhựa nhám, nhiều màu sắc trẻ trung như kiểu màu tím này này, không để lại vân tay, đương nhiên sẽ kém sang hơn bởi sao? Nó chỉ làm bằng nhựa. Cầm iPhone ra đường thì toát ra một cái vẻ sang chảnh, nâng lên một bậc, thậm chí là dùng iPhone fake nữa thế luôn. Và bộ đôi này thì đều kháng nước và bụi bẩn. XS Max là IP68, con này là IP67, về cơ bản là tương tự nhau mà. Nhưng còn nữa, con này là máy cũ nhé, con này mua máy mới thì yên tâm thả thôi. Tại vì chết làm gì có được bảo hành đâu, đúng không? Cũ mới các bạn nó không được bảo hành cơ mà. Tính năng đấy anh em đừng lạm dụng. Bây giờ thì mình muốn nói tới một cái điểm mà không hiểu sao vật vờ studio xong rồi rất nhiều người vẫn cứ chọn máy cũ làm gì. Con này nhá, có tấm nền OLED đấy, hỗ trợ HDR10, nhưng mà các bạn thấy không? Tai thỏ này, to mà lại xấu. Tôi đồng ý chất lượng của iPhone hiển thị vẫn cứ phải gọi là quá ấn tượng. Và những con Android này của mình thay đổi nhiều mà. Camera đục lỗ này, được chưa? Xịn sò hơn là tai thỏ. Màn hình Super AMOLED, tần số quét 90Hz. Hôm sau tôi sẽ có một cái sự speed test màn hình 60 và 90 cho anh em nào. Nhưng rất nhiều người trên group vật vờ studio có vote rằng khi dùng 90Hz rồi không muốn quay trở lại 60 nữa, bởi vì nó đem lại sự mượt mà hơn rất là nhiều. Và các bạn nhìn thấy là con cảm biến vân tay dưới màn hình OLED on display đó. Con này làm gì có cái gì, và chỉ có mở khóa bằng Face ID. Hơn nữa trong cái lúc mà đang dịch như này, các bạn đeo khẩu trang phải bỏ ra khá phiền, hoặc là phải xem hướng dẫn trên mạng là làm sao mà khi sử dụng đeo được khẩu trang vân vân, phức tạp hơn đó. Tóm lại thì con A72 trong hai yếu tố tôi vừa kể qua là đã hơn rất nhiều XS Max rồi. Thất vọng với những người dùng chỉ mua máy cũ. Rồi tiếp đến là camera A72 thú vị hơn, ui quên, A72 thú vị hơn con XS Max. Nó có ultra wide nhá. Đấy, các bạn chụp góc rộng này XS Max làm sao có được. Đấy, chỉ có chụp panorama mới có được thôi. Và chúng ta sẽ còn có là camera A72 có độ phân giải 64MP, một camera 8x zoom, 3x quang học, có thể zoom hybrid 30x. Đấy, các bạn thấy là các tính năng rất hay ho trên con này mà iPhone không bao giờ có. Rồi, nhất là chụp đêm, iPhone làm gì có, phải từ 11 trở lên mới có, nên đây cũng là sự vượt trội A72. Thế nhưng nói đi phải nói lại là công bằng trong điều kiện đầy đủ sáng nhá, thì hai con đều khá ngon, giải nhạy sáng rộng, chi tiết tốt, nhưng mà công nhận là cái con A72 vẫn sẽ kém hơn so với XS Max trong các trường hợp này. Đôi khi nó sẽ bị làm bệt, màu sắc thì nó lại rực hơn, thành ra là A72 tổng thể thì nó sẽ cảm giác là hơi ảo, còn XS Max chân thực. Thực ra người trong điều kiện mà đang âm u như Hà Nội như này thì XS Max cho cảm giác ám vàng, màu da hơi bị xỉn. A72 thì da rẻ hồng hào, mặt thì căng mịn luôn. Highlight shadow được thể hiện tốt hơn so với XS Max. Chân dung thì khả năng tách nền cả hai trường hợp tương đồng. Background nhiều chi tiết nên tách biệt nó khó lắm, vẫn cứ bị lẹ. XS Max thì dùng camera zoom 2x, A72 có thể sử dụng luôn camera góc chính để xóa phông nhá. Tổng thể lại thì mình cho rằng là cái con A72 này thì nịnh mắt và phù hợp cho những ai mà thích mì ăn liền. Còn mình vẫn sẽ chọn XS Max khi sao? Thiếu sáng nhá, mặc dù không có chế độ chụp đêm, nhưng mà cái phần chi tiết tách biệt của nó vẫn rõ rệt hơn so với A72, dù là cùng khẩu độ. Bật chế độ chụp đêm lên, A72 thì thu nhiều sáng, chứ còn chi tiết vẫn cứ bệt sờ lệt luôn. Đấy, cứ ham chụp đêm, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không phải là vượt trội trong điều kiện này. Và tóm gọn lại, một cái yếu tố cuối cùng nữa mà mình vẫn thích của con XS Max là gì? Quay phim, nó vượt trội hơn hẳn so với con A72. 4K30 nhá, nhưng các bạn thể nhìn thấy rằng chống rung, nhưng mà trong nhiều trường hợp con A72 vẫn có hiện tượng drop xong rồi nhún nhảy ấy. Nó không được mượt mà giống như kiểu là cái con XS Max này. Còn thu âm thì anh em có thể nghe qua để đi thử xem là như thế nào, cũng như là để thử khả năng thu âm ở trên bộ đôi chiếc Galaxy
A72 một chiếc iPhone XS Max. Bây giờ mình sẽ quay lại này, quay lại. Đấy, tóm cái máy lại là ai thích dùng nhiều tính năng đa dạng thì chọn A72 chụp người chống ảo thì chọn con này. Còn ai mà thích chất lượng hay là up story, quay Instagram, chụp chi tiết, góc cạnh, quay video tốt, hãy chọn XS Max chứ không phải là Samsung Galaxy A72. Về pin, cái này thì tôi phải đáng trách nhất là gì? A72 là hỗ trợ sạc 25W, nhưng Samsung đã cắt giảm, củ sạc của nó lại không được sạc nhanh đến tối đa như thế này. Pin 5000, so ra thì lý thuyết thì nó cao hơn so với con XS Max là 3174. Nhưng mà nói thật với các bạn ấy là dùng hàng ngày hai con này on screen chỉ xem nhau khoảng 6 giờ đồng hồ. Chứ con A72 không vượt trội được. Tại vì sao? Vì nó là Android, nó không tối ưu hóa pin tốt như thế này. Hiệu năng cũng là một cái nữa mà mình cho rằng là không phí bàn. Ôi, con 720G chỉ có cái cửa sổ so với con A12 Bionic thôi. Chiến game ngon hơn, mạnh mẽ hơn. Nói chung là con 720G đáp ứng nhu cầu cơ bản thì được sử dụng hàng ngày vẫn ổn định, với màn hình 90Hz cũng cảm thấy nhanh và mượt. Nhưng mà các cái tựa game thì không thể setting một cách cao nhất như kiểu là XS Max. XS Max thì anh em có phàn nàn về việc chơi game nó sẽ bị nóng lên nhanh, giảm độ sáng màn hình, ảnh hưởng trải nghiệm bla bla bla. Nhưng mà các bạn có thể giảm xuống thì sẽ không bị nóng quá, lúc đấy các bạn vẫn chơi tốt hơn so với cái Galaxy A72. Một trong những yếu tố ảnh hưởng trải nghiệm chúng ta là loa kép. Ảnh hưởng ở bên ngoài thì XS Max âm lượng to hơn, nghe hay hơn, bass trap đều ngon lành cành đào. Thế nhưng mà các bạn phải lưu ý là ăn A72 này nhá, có sao cắm tai nghe 3.5mm, cái điểm mà cái con XS Max này không có. Và tất nhiên cái yếu tố quyết định vẫn là giá bán. Thì các bạn sẽ thấy rằng tại Hoàng Hà Mobile con A72 sẽ có một mức giá chỉ hơn 10 triệu đồng. XS Max các bạn mua cũ thì bây giờ hàng ngon, tôi đang nói hàng ngon đét thì nó rơi tầm khoảng 12 đến 13 triệu. Thì XS Max đắt hơn 2 triệu đồng, máy line new các bạn phải mua phụ kiện cáp sạc. Và con A72 này hơn hẳn đâu, máy mới này, có đầy đủ các thứ chúng ta cần xịn sò hơn. Thế nên không hiểu sao giờ này vẫn nhiều người cứ đi chọn máy cũ, trong khi đấy A72 có quá nhiều điểm mạnh ở cái bảng so sánh này. Tóm gọn lại qua video này thì nếu mà để chọn thì mình vẫn sẽ chọn XS Max. Và các bạn cảm ơn đã theo dõi video này, hẹn lại bạn các video lần sau. Nói cứ từ đầu cuối anh em cứ bỏ. Thật ra đấy do nhu cầu thôi, nói vui vậy. Anh em nhớ xem playlist nhá, tại vì cái nhu cầu bọn mình là làm nội dung ở trên mạng xã hội thì các cái app trên iOS nó tốt hơn các bạn ạ. Chứ còn rõ ràng với người dùng cơ bản ấy, các bạn mua cho mẹ cho bố thì còn A72 này các bạn dễ mua, bởi vì nó mới chính hãng, các thứ thì nó tiện hơn rất là nhiều. Còn mình là reviewer mõm mà.